Hello everyone, mến chào tất cả các bạn và cả nhà thân yêu đã trở lại với channel của mình. Hôm nay hai vợ chồng mình đi tới Putin Bank. Trên đường đi có rất là nhiều người dân ở Emmet, họ chạy máy cày, họ đi xe ngựa. Thấy cảnh cũng rất là hay nên mình ghi lại chia sẻ đến với cả nhà cùng xem cho vui nha. Con đường này mà gặp sáu ngựa kéo đó. Con đường này có một cậu thanh niên đang chạy một chiếc xe máy cày chở một đống sắt dụng cả nhà. Mình không biết là họ để làm cái gì đây. Freeway này có một chiếc xe ngựa đang chạy nữa nè. Ái mình có một chiếc xe lừa đang kéo hai mẹ con người em ở trên đó, nhưng mà mình quay không kịp cả nhà. Lừa kéo hai mấy con đó. Ở là Lancaster, rất là đông dân người Emmet, nên sinh hoạt của họ là cưỡi ngựa, nên có nhiều chiếc xe ngựa rất là đẹp, nhìn rất là ở đây có hai chiếc xe ngựa này cả nhà. Đây cô này chạy chiếc xe ngựa. Có một bác Emmet. Có hai cô công chúa nhỏ nhìn cũng rất là dễ thương luôn cả nhà. Wow. Hello baby. Smile. Yeah, smile. So cute. Đây là một khu thương mại nhỏ của thành phố mình ở. Có chợ quái, có nhà băng, có cây xăng. Nói chung là thức ăn, McDonald's đều có đầy đủ cả nhà. Đặc biệt là cái nhà băng này. Hello. Mình ở thành phố này cũng lâu rồi. Mà mỗi lần thấy xe ngựa thì mình rất là vui luôn cả nhà. The big boy. Muốn lại gần nó nhưng mà không có dám. Hello big boy. Thì chủ nhân đã ra và chiếc xe ngựa này từ từ chuyển bánh rồi. Anh này đi mình cũng đi nữa nè cả nhà. Mình xong chưa công chuyện rồi. Lần thứ hai mình trở lại nhà băng này. Cũng thấy xe ngựa nữa cả nhà. Chỗ xa thấy có một chiếc xe ngựa nữa kìa. Nó đang rảo bước cả nhà. Con ngựa này cũng rất là to luôn đấy. Bộ dáng của anh ta cũng rất là đẹp. Chủ nhân chắc cũng là chăm sóc kỹ đây. Xe ngựa này thắng cũng mạnh quá chứ. Chiếc xe ngựa thứ hai là của người đàn ông Emmet. Nhà băng này có những chiếc xe ngựa họ đi đến nhà băng này nè, nhìn rất là hay á cả nhà. Hai chú ngựa thật là bự luôn cả nhà. Đó, xa có một chú xe đạp chèo nữa. Đây là giao thông chính của người dân Emmet. Họ thích chèo xe đạp lắm cả nhà. Không có cái yên để ngồi đâu. Chỉ là đứng một bên chèo thôi. Còn hai chú ngựa này thì đứng yên. Nhìn giống như là một bức tranh vậy cả nhà. Ngựa họ chạy trên đường cũng có đầy đủ các đèn nha. Đèn xi nhan trước, xi nhan sau, rồi thắng, rồi đèn stop. Trên xe cũng có sưởi nữa nha cả nhà. Nói chung là họ trang bị rất là đầy đủ tiện nghi luôn. Rất là tiếc lắm luôn.
bây giờ công việc của mình xong rồi, thôi thì mình phải đi trước hai chú ngựa này rồi, thì mình phải trở lại làm việc rồi. Nhưng trước khi vô tiệm, mình quay cảnh ngoài bãi đậu xe chia sẻ đến với cả nhà nha. Đây là dãy nhà mà họ dành riêng cho những chiếc xe ngựa đậu ở đây nè cả nhà. Mùa đông hoặc là mùa hè thì những chiếc xe ngựa đậu trong này cũng rất là thoải mái. Xe ngựa này mẫu mã khác nhau, một chiếc thì mui trần, một chiếc thì có mùi. Một anh em mịt dắt ba đứa bé nhỏ nhỏ nhìn cũng rất là dễ thương. Gái nhìn rất là giống song sinh, còn cậu bé trai thì nhỏ hơn một chút. Xe ngựa dở mui này đang chở đồ construction, chắc là họ mua đồ về để sửa chữa nhà cửa đây. Không biết sao mà hãy thấy xe ngựa là mình rất là vui luôn cả nhà. Chắc có lẽ trước đây mình ở Việt Nam, miền Tây không có xe ngựa, nên bây giờ qua đây thấy xe ngựa. Wow, buổi chiều có tới 4 chiếc luôn cả nhà. Đó. Cảnh đẹp vùng quê Mỹ ngày hôm nay nè. 4 chiếc xe ngựa đương đậu ở trong. Thì mình với cháu nội mình đương canh quay chiếc xe ngựa. Họ mua đồ xong chuẩn bị đi ra nè. Cảnh đẹp vùng quê giờ ở đây đã vào mùa thu rồi nên hoàng hôn cũng rất là mau tối. Thêm một chiếc xe ngựa đi ra nữa nè. Nó ngừng bản stop đó thôi nha. À, rồi nó quẹo ra. Chạy ra ngoài một chút xíu. Trên đường đi cũng gặp rất là nhiều chiếc xe ngựa luôn cả nhà. Phía trước mặt mình có thêm một chiếc xe ngựa nữa nè. Dòng sau khu vực nhà mình ở. Ở đây có nguyên một đàn bò luôn cả nhà. Đàn bò cả ngàn con luôn á. Nguyên đàn bò luôn cả nhà. Cả nhà nghe tiếng cựa chạy xa xa không? Là bánh trai luôn hen cả nhà. Xe ngựa này chạy cũng rất là lẹ luôn đó. Mình chạy xe đạp điện theo nó mà theo không kịp. Là cảnh đẹp vùng quê của mình nha cả nhà. À, với những chiếc xe ngựa chạy trên phố, những chiếc xe ngựa chạy trong vùng nông thôn. Xe đạp chèo là giao thông chính của người dân Emmett sống chung quanh đây. Chia sẻ cảnh đẹp vùng quê Mỹ với những chiếc xe ngựa đẹp và giao thông trên đường của mình. Đến đây xin tạm dừng nha cả nhà. Mến chúc tất cả các bạn và cả nhà thân yêu một ngày mới luôn an lành, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Video mình, các bạn vui lòng tặng cho mình một lượt đăng ký, like, share. Và nhớ bật cái chuông bên cạnh để sớm nhận được thông báo khi mình có thêm video mới. Cũng đừng quên kèm theo cho mình vài lời bình luận với ngón tay cái đưa lên để mình dễ dàng tìm đến thăm nhau nha. Chào thân ái, xin hẹn gặp lại nhau những video tiếp theo. Bye bye tất cả các bạn và cả nhà thân yêu.